Có thể nói một ao hòa bất thụ là chỗ địa linh. Đây là nơi sinh thành, giết nuôi đầu đời và là những trang đời thanh xuân của nhiều thế hệ. Mảnh đất này đã hun đúc nên bao lớp người trên nhiều phương diện. Nơi đây in dấu biết bao kỷ niệm đẹp trong đời. Mỗi con người là một phần phong phú. Một A Hoàng Văn Thụ là một làng quân nhân mà nay không còn nữa. Hình ảnh một A Hoàng Văn Thụ còn đọng lại trong trái tim, khối óc của nhiều thế hệ chúng ta. Nhớ về một A Hoàng Văn Thụ, một chặng đời đầy khó khăn mà chan chứa tình người. Dấu chia tay đã mất phần tư thế kỷ, nhưng bao kỷ niệm đẹp vì một A Hoàng Văn Thụ vẫn khắc tạc trong trái tim của mỗi cựu cư dân. Mỗi lần gặp nhau là dịp bồi hồi ôn lại kỷ niệm xưa, vui vẻ hàn huyên giữa những người một thời chung sống gắn bó thân thiết. Bao nhiêu kỷ niệm cũ,
đấu thơ. Bài Về lại chốn xưa, sáng tác và biểu diễn Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, cư dân X4. Ngoài xa kia xào xạc gió sông Hồng, mang mát hồ Tây lá rơi vàng phố cũ. Ta về đây làm tìm nắng lối nhớ, kỷ niệm xưa tràn nắng gió thân thương. Bước chân quen gõ nhịp bước con đường, về với chính ta trong mỗi niềm hoài cổ. Ta bên nhau về thiên miền quê cũ, hiện diện kia ngơ ngác gần ông già cây già. Ta bên nhau về thăm miền quê mới, kể bên nhau trang kiếp đong đầy. Ta tìm lại một trang đời vời vời, thuở gian nan mà chán chứa tình người. Xin chào nhé bạn đời ơi, chào nhé cho cuộc đời mang nàng nghĩa cố hương. Dẫu phiêu diêu mọi chân trời góc bể, góc con tim vàng văn thù mãi còn. Xin hết, xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình là tốt ca nữ. Oh,
Anh sẽ kể em nghe chuyện con thuyền vào biển. Từ ngày nào chẳng biết thuyền nghe lời biển khơi. Cái ngày âu sóng biết đưa thuyền đi muôn nơi. Làm thuyền nhiều khát vọng và tình biển bao la. Thuyền đi hoài không mỏi nhưng biển vẫn xa, còn xa. Khi đêm trăng hiền từ biển như cô gái nhỏ thì thầm vì tâm tư quanh mặt thuyền sóng vỗ. Cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì tình yêu muôn thuở có bao giờ tự nhiên. Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dương nào. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau biến bạc đầu. Giới thiệu đấy, ban tổ chức giới thiệu
tôi nhớ tình cảm với một A Hoàng Văn Thụ, cho nên tôi có gửi một cái giấy, một mảnh giấy xin đăng ký hát một bài về. Nhưng nếu mà tiết mục nhiều rồi thì thôi, tôi chỉ ngồi nghe thôi chứ không phải là đòi hát cho được. Thế bây giờ thì tôi sẽ hát một bài về rất ca nghệ tình. Thế thì yêu cầu cảm ơn ban nhạc là bởi vì tôi hát linh tinh, hát tự do, cho nên đêm đàn không bầu được. Bây giờ thì hát nào. Bà con ơi ngồi lại nghe tôi kể chuyện này. Khu một A trước đây thuộc phố Hoàng Văn Thụ, mà khu phố Hoàng Văn Thụ bà con ai cũng nhớ rõ, ai được chuyển về đây thì cuộc sống đổi thay. Ngay đầu vừa mới đến, lúc vừa mới chuyển đến, đi làm rất thuận tiện, chồng đi làm gần nhà, vợ nếu là quân nhân ra vào bộ quốc phòng cũng rất là thuận lợi, cũng có nhiều thuận lợi. Nhưng cũng có người nói khu này không lâu dài, không cải tạo người ơi, cứ tạm bợ thế thôi, cứ chịu đựng như thế, kéo dài thì vô kể, không tính tháng tính năm, cứ một tháng một năm, hết năm này sang năm khác, cứ tạt được theo mưa. Thời cơ này đã đến, ai đã có lệnh chuyển đi, không gì vui hơn nữa. Nhà ai cũng niềm nở, ngày mai nhà tôi chuyển rồi. Nhớ lại chuyện khối hai, không tài nào quên được. Bước vào cổng một Á gặp chủ quán bán ta, ngồi trước cửa nhà tổng thống, bà ấy có hai tên vừa tình vừa nghĩa. Đi vào sâu hơn nữa có một người thanh nữ, cục hai tên lúc đủ lúc xoe. Khu một Á chuyển đi không có gì kỷ niệm, lớp con cháu kế tiếp đã mạnh dạn đề ra, hàng năm ta họp mặt, kinh phí ba do bà con đóng góp, có kẻ ít người nhiều, mọi người đều hưởng ứng, có những người tốt bụng đã ủng hộ 200-300 triệu đồng. Và xin được thưa rằng xin cảm ơn quý vị, chuyện dài kể không hết, xin kết thúc tại đây. Xin kính chúc mọi người cùng với gia đình an khang và thịnh vượng. Tôi là Đỗ Anh Chú, thành viên ở khu X10. Năm nay tôi 90 tuổi, xin phép được đọc. Nếu mà được bà con nghe được thì xin đọc hai bài, nếu không thì đọc một bài thôi. Bài thứ nhất là mừng tuổi 90.
những cái bài hát, bài thơ của tôi thì cũng nói về phần cá nhân, nhưng mà là một vinh dự là thành viên của Cao Hà Văn Thụ, xin phép cứ được trình bày để bà con thưởng thức. Mừng tuổi 90, niềm vui hạnh phúc trong tôi được chúc mừng thọ tuổi đời 90. Trải qua chinh chiến một thời, vào Nam ra Bắc, ngược xuôi đi về, đấu tranh giữ trọn lời thề, vì dân vì nước chẳng nề hy sinh, hiếu trung trọn nghĩa vẹn tình. 70 tuổi đảng, tuổi mình 90, việc nhà việc nước không nguôi, lo toan chu tất mới nguôi tấm lòng. Xin hết. Tôi sẽ đọc bài thứ hai. Bài uống nước nhớ nguồn. Ngày 19 tháng 5, ngày sinh của Bác Hồ. 1930, năm Đảng ra đời. Sao ngẫu nhiên trùng hợp kỷ niệm cuộc đời tôi. Nhớ công cha nghĩa mẹ đã cho con làm người, nuôi con từ tấm bé, dạy con bước vào đời. Nhớ ơn đảng ơn bác giáo dục con nên người, dù gian nan thành đạt luôn giữ được nụ cười. Nhớ cuộc đời quân đội tôi luyện đã trưởng thành, trong đạn rơi bom rội bộ đội lại sáng danh. Nhớ công lao người vợ chung thủy cả cuộc đời, đảm đang lo việc nước việc nhà chẳng chút ngơi. Nay tuổi đã 90, nặng ơn sâu bao người, nghĩa tình sạch trời biển, nguyện ghi nhớ suốt đời. Xin trân trọng cảm ơn bài hát thơ của chủ tịch. Chúng ta vừa nhận được sự chia sẻ cá nhân sau khi được cụ Đạo đưa quay trở lại khu 1A Hoàng Văn Thụ.
Rồi thương anh trong mãi lòng.
Yeah.
mắt vẫn chân rừng trường san, hai đứa hai đầu xa đường xa chẳng mùa này đẹp lắm, trường sơn đông nhớ chung rừng tây, trường sơn tây anh đi thương em. Bay sinh ra cho dài mà tay áo hết do rồi em có lấy mắn không? Còn em thương bên tay em mùa đông, nắng khi tàu bước bay hẹn đó, biết lòng anh say miên đất lòng mà chẳng em lo lắng chán mong thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, xua đi nỗi nhớ em xua đuôi nắng vàng rực rỡ, tay nhìn cây gặp mái riêng tươi. Từ bên em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, nghĩa tình yêu nói lời vô tận, nông trường sang nói tay trường xa. Chân ta đi băng qua ngang mọi đau, đôi tay chơi với nơi vực sâu. Rồi hoa vẫn luôn là chơi bay hà hê, ngàn đôi chú cây trên đường kia ta về. Và để những đêm kia, dù đam mê ta vấp ngã nhưng họ chẳng thể. Và ta đã đứng lên từ nơi tối tăm, thắp lên ngọn đuốc ra khỏi nơi giao cầm. Vì còn trong ta hy vọng, hãy vững tin, đó là chiến thắng đang gọi đến.